Trọng Thơ xin chào toàn thể quý khách hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKM Trường Thành Bình Phước của Trọng Thơ. Và hôm nay Trọng Thơ lại quay lại và cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và những vị trí đẹp để chúng ta đầu tư sinh lợi nhuận tốt cho toàn thể quý hàng trong năm 2022 nhé. Và nhất là 3 tháng cuối năm 2022, bất động sản cả nước có xu thế đang ấm lại và giá đang chuẩn bị trở về cái trạng thái, cái giá chuẩn của nó. Và chúng ta đầu tư vào thì chúng ta quan tâm về vị trí, pháp lý và giá. Đây là 3 yếu tố kim chỉ nam để chúng ta đầu tư vào bất động sản. Vị trí của Trọng Thơ đang đứng đây là thuộc khu công nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành Bình Phước, được chủ đầu tư BKMX đầu tư 2076 ha công nghiệp. Và khu vực này thì đang được quy hoạch khu đô thị lớn nhất vùng Đông Nam Bộ tại khu vực này nha. Chúng ta có thể thấy những trục đường rộng 40m thì đang được chủ đầu tư BKMX đồng loạt thả cống nước sạch nha cả nhà. Đây là ống nước sạch và cống nước cống nước mưa thì đang được BKMX chôn cống nha, đang được lấp cống đây. Và máy móc như cả nhà đã thấy đang đồng loạt làm. Và đây chúng ta có thể thấy tất cả những trục đường đang được đổ sỏi, đổ lưu mịn và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Ngay vị trí của Trọng Thơ là hiện hữu trường Cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng và trước mắt là công nghiệp 2076 ha. Và vị trí đất mà Trọng Thơ giới thiệu toàn thể quý hàng nằm phía này ạ. Ngay hướng này, hướng tay Trọng Thơ đang chỉ đây. Giá hiện tại chỉ 8 triệu đến 10 triệu trên 1 mét vuông. Và diện tích của chúng ta là 5 sâu cho 30 nha, 150 mét vuông, full thổ cư. Và đất của chúng ta là thuộc đất phường Minh Thành nha. Đây là ấp 1 phường Minh Thành. Và Trơn Thành chính thức lên thị xã vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. Thì đất của chúng ta thuộc đất ở đô thị và là đất ở ODT, full thổ cư. Và chúng ta yên tâm khi giá ở đất ở thị xã ngay lõi trung tâm, có trường cao đẳng, có khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng được chủ đầu tư BKMX đầu tư chuẩn chỉnh theo Singapore, pháp lý thì chuẩn BKMX. Và đây đã đầy đủ, hội tụ đầy đủ về vị trí, pháp lý và yếu tố về giá. Giá chỉ 8 triệu đến 10 triệu thì đây là một vị trí nằm ngay lõi trung tâm mà giá chỉ 8 đến 10 triệu thì quá rẻ đúng không ạ? Quá rẻ để chúng ta đầu tư. Thì lợi nhuận của chúng ta từ 2 đến 3 năm tới thì sẽ tăng đều mỗi năm, dao động từ 15 đến 20% trên một năm. Thì quý hàng yên tâm để đầu tư vào đất nền khu công nghiệp. Và khu công nghiệp phát triển, con người kéo về, giá đất tăng, nhu cầu sở hữu đất, nhu cầu ăn ở sinh hoạt, kinh doanh buôn bán tại khu công nghiệp, đây là yếu tố tốt để chúng ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp. Quý hàng quan tâm liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để nắm bắt cơ hội đầu tư. Và chia sẻ video của Trọng Thơ cho toàn thể quý khách hàng, những bạn bè, người thân chúng ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp tại BKMX Trơn Thành. Và nhớ theo dõi video của Trọng Thơ, đăng ký kênh của Trọng Thơ để cập nhật tình hình tại khu vực BKMX Trơn Thành Bình Phước nhé. Trọng Thơ cảm ơn quý hàng đã theo dõi video của Trọng Thơ.